Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 23 tháng 3 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị đây, hiện tại chúng tôi vừa xong mọc một bộ trường kỷ. Bộ trường kỷ này bằng chất liệu gỗ gỗ và chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Tề ở tại Yên Bái. Hiện tại là trời nó cũng đang bắt đầu có những hạt mưa rồi. Đây là tổng thể bộ trường kỷ quý vị nhé. Tôi quay để cho bác Tề Yên Bái để xem được sản phẩm của mình, giới thiệu chi tiết hơn. Trước tiên tôi sẽ quay phần ghế này. Đây là bộ trường này có kích thước là mẫu theo mẫu là trường trung. Phần chân là chân 9 chỉ, yếm là chúng tôi là yếm đục triện, triện tàu, ngũ phúc. Đây phần tay này là toàn bộ là đục xoay xoắn ốc. Vách là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, hoa nở 4 mùa. Giữa là sen cò. Đây phần mặt đây, mặt là một lá thôi quý vị. Tôi quay gần hơn để cho bác xem được cái phần gỗ của bộ sản phẩm này. Đây, vách này bên giữa là điểm sen cò. Đây là cảnh mai được đục chạm rất là đẹp. Đây, phần chân đây, phần yếm dưới đây. Đấy là cái phần gỗ đây, bác có thể xem cái phần gỗ. Gỗ chúng tôi chọn là 100% là gỗ nguyên lõi không rác. Tiếp theo là đến phần bàn. Quý vị, phần bàn hay là trường kỷ chúng ta gọi là phần tíu đó. Đây, tôi chủ yếu là tôi sẽ quay cái phần gỗ này. Mặt bàn là một tấm. Đây quý vị có thể thấy cái phần vân gỗ rất là đẹp. Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Thì kể cả là mặt dưới luôn quý vị nhé, là cũng liền tấm hết. Tôi chọn bác chiếc mặt là bàn liền tấm. Đó, quay rất từ từ và quay chi tiết để cho bác có thể xem được sản phẩm của mình. Đây, tiếp theo là chiếc ghế thứ hai. Chiếc ghế này đây. Bác cũng đặt chúng tôi khá là lâu rồi. Mặt đằng sau thì chúng tôi đục rất đơn giản, chỉ có hoa văn ở bốn xung quanh huỳnh. Đó, vừa rồi là tôi đã quay tổng quan của bộ trường kỷ. Đây là phần vách. Hiện tại là trời nó mưa khá là dày quý vị nhé. Thì tới là quay lại tổng thể bộ trường kỷ một lần nữa, thì mọi người có nhu cầu ấy, thì hãy liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957 51086. Tôi có để số điện thoại trên màn hình đây, trên biển đây. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2020. Đây là bộ trường kỷ của bác Tề ở tại thành phố Yên Bái nhé. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.